Vâng, xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng của kênh bán hàng xe và đam mê. Với em Dũng với số hotline 0964 834 834. Xin trân trọng review giới thiệu với anh chị tất cả những cái mẫu xe chất lượng được bán trên địa chỉ của showroom, đó là số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và trước mặt anh chị đây là một cái mẫu xe cực kỳ hot trên thị trường. Bởi đây là một cái mẫu xe phiên bản 7 chỗ ngồi, được mệnh danh là rộng rãi và nhiều công nghệ bậc nhất phân khúc hiện nay. Và với cái giá tiền thực sự là hợp lý với túi tiền của người sử dụng, thì chiếc Kia Sorento này nó đã làm mưa làm gió trên thị trường xe 7 chỗ. Bởi vì với những chiếc Kia Sorento thì công nghệ của nó cũng cực kỳ là cao cấp. Anh chị có thể nhận thấy là ngay ở phía đằng sau xe thôi, đó là toàn bộ giải LED phía đèn sau đã được trang bị là một cái giải LED to bảng, thiết kế khá là nổi trội và không lệch lạc với bất kỳ một chiếc xe nào cả. Nếu như anh chị đi đường và bật ánh sáng lên thì cái ánh sáng LED này cho ánh sáng cực kỳ là tốt. Và nếu như anh chị sử dụng phanh, nếu như ta sử dụng phanh thì cái giải sáng này nó lại càng cho nên tuyệt vời hơn. Và phiên bản Sorento máy xăng thì anh chị biết rồi, nhà máy sản xuất ra hai phiên bản chính, một phiên bản đó là GATH và một phiên bản là ATH. Thì cái phiên bản đứng trước mặt anh chị đây là phiên bản GATH với khối động cơ 2.4 máy xăng và 7 chỗ ngồi được trang bị cho chiếc xe này. Thì đây là một chiếc xe cực xứng đáng với tầm tiền đó là 680 triệu đồng anh chị nhé. Vậy thì anh chị sẽ cùng em Dũng đi khám phá tất cả những cái phần không gian nội thất rộng rãi này. Wow, quả là tuyệt vời. Nếu như ta mở cốp lên thì ta sẽ quan sát được là khoang cốp, nếu như ta gập hai hàng ghế sau lại thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Đấy, cực kỳ là rộng rãi luôn đúng không ạ? Và nếu như ta sử dụng ở đây là chỗ ngồi cho hai đứa trẻ ở nhà để chơi thì tuyệt vời. Anh chị có thể nhận thấy được là phía bên trong xe đây ạ, vâng, toàn bộ những cái phần nhựa, những cái phần nhựa của xe là nhựa cao cấp anh chị nhé, là nhựa cao cấp này, và được trang bị cửa gió điều hòa ở hàng phía sau, và toàn bộ nhựa này nó không bị sơn xước gì cả. Đấy, anh chị nhìn này, nó rất mới, đời 2018, và thực sự đây là một cái chiếc xe nó còn rất mới, bởi vì bản thân chiếc xe này mới lăn bánh có vài vạn và vẫn còn 4 quả lốp nguyên bản theo xe từng đời. Nguyên đét lốp là 2018 anh chị nhé. Đấy, anh chị có thấy rộng rãi không ạ? Còn nếu như giả sử như ta đi 7 người thì lúc đó anh chị sẽ dùng một cái thao tác, đó là kéo cái hàng ghế phía sau lên. Đây ạ, và anh chị sẽ thấy được rằng là cái khoang nội thất của nó cũng cực kỳ là rộng rãi. Cực kỳ là rộng rãi đây ạ. Với những cái chiếc xe 7 chỗ khác thì khi mà ta kéo ghế lên thì cái khoang dưới này nó khá là chật hẹp. Nhưng với chiếc xe 7 chỗ này thì anh chị nhìn thấy cái khoảng cách giữa hàng người ngồi với phía để chân với hàng ghế sau nó vẫn là thoải mái đúng không ạ? Đấy, rất là thoải mái. Còn lại thường thì ta đi 5 người hoặc 6 người thì ta sẽ hạ hàng ghế này xuống để làm gì ạ? Tạo ra một cái không gian để đồ cũng như có thể là thoải mái ở phía đằng sau. Khá là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Với những chiếc xe của bên showroom kênh Xe và Đam Mê thì luôn luôn cam kết bảo hành với anh chị, đó là thân vỏ nguyên bản, máy móc nguyên zin. Và tất cả những cái chiếc xe, nhất là những cái xe biển Hải Dương một chủ từ đầu như thế này, thì nó luôn luôn là những chiếc xe chất nhất và những chiếc xe đã được tuyển chọn và được bày bán tại showroom thì nó phải là zin tuyệt đối anh chị ạ. Xe thì toàn bộ được trang bị lớp sơn màu đen đây, lớp sơn màu đen. Và anh chị thấy được rằng là sơn si của chiếc xe này gần như nguyên bản, 4 quả lốp nguyên đời 2018 anh chị nhé. Và anh chị có thể nhận thấy được là xe được thiết kế một cái bộ la răng phay với cái thông số là 18 inch, cực kỳ là rộng, cực kỳ là to bản và bề mặt lốp rất là rộng, mang lại cảm giác cực kỳ là êm ái và mượt mà khi anh chị lăn bánh trên các cung đường. Và cái hàng ghế của phía sau của xe là hàng ghế thứ hai thì nó cũng mang lại cái cảm giác khá là tuyệt vời cho người sử dụng. Đây ạ, anh chị có thể nhận thấy được là hàng ghế thứ hai của xe thì được trang bị đó là hàng ghế, được trang bị đó là ghế da lỗ của hãng này. Và đây là da zin anh chị nhé, chứ nó không phải là cái da kém chất lượng như mà một số những cái xe chạy nhiều mà nó bị thay thế bởi cái ghế khác nha anh chị nhé. Và phiên bản đủ này thì nó được trang bị tất cả là 8 túi khí vòng chung quanh xe. Đấy, iBus. Và đặc biệt nữa đó là phiên bản đủ GATH thì được trang bị đó là cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Có nghĩa là cái toàn bộ cái phần trần này nó được thiết kế đó là mặt kính. Còn nếu như ta sử dụng chế độ đó là mở cửa điện thì anh chị sẽ thấy được rằng là
cánh cửa điện này sẽ mở ra và sau đó nó có cả một cái khoảng không gian cực kỳ là rộng lớn để ta có thể là lấy khí thoáng ở phía bên trên. Khá là tuyệt vời, tất cả phần điện đóm của xe là hoạt động bình thường anh chị nhé. Đó, đây là một cái thiết kế khá là tuyệt vời đến từ hãng Kia cho chiếc Kia Sorento này. Đấy, cực kỳ là rộng rãi và cái điểm nổi bật đó là cái khoang ghế ngồi từ hàng ghế thứ hai lên hàng ghế phía trước. Nó khá là rộng rãi mà không một chiếc xe nào mang lại được. Nếu những chiếc xe 7 chỗ khác, ví dụ như Fortuner hoặc là Santa Fe cũng không mang được cảm giác thoải mái như chiếc xe này đâu anh chị nhé. Đây này, ví dụ em ngồi như thế này. Đây chị ngồi đấy, ví dụ em là một người cao 1m7. Nhưng mà khi em ngồi với cái tư thế như thế này thì cái đầu gối khá là dài của em nó cũng chưa đủ khả năng để có thể chạm với hàng ghế trước. Có nghĩa là ta có thể duỗi chân một cách khá là thoải mái. Và đây chính là sự điểm mạnh cũng như là cái yếu tố để ta có thể là cân đối lựa chọn cái sản phẩm Sorento. Bởi vì cái sản phẩm 7 chỗ ta lựa chọn thì ta phải tìm một cái sản phẩm nào đó nó phải là ngồi thật là dễ và ngồi thật là thoải mái cho gia đình mình. Chứ ngồi 7 chỗ mà chật hẹp mà bị bó chân bó gối rất là khó chịu anh chị nhé. Và những cái anh chị nhìn thấy đây là những cái ô cửa gió được trang bị đây. Và toàn bộ tất cả những cái chất lượng của xe là nguyên bản từ những con ốc. Em chỉ quay cho anh chị một cánh cửa thì anh chị sẽ nhận thấy là nó còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất từ tất cả những con ốc cánh cửa nhé. Đến đây anh chị có thể kiểm tra. Em sẽ quay đại diện một cái táp ly cửa ở phía này. Tất cả táp ly cửa được thiết kế hai màu nội thất đặc chủng, đó là màu đen và màu nâu nhạt. Vâng, phối với nhau cực kỳ là đẹp và chuẩn mực và không hề có những cái vết xước nhỏ nào. Bởi vì đây là một chiếc xe gia đình chuẩn mực sử dụng từ đầu cho nên chất lượng nó khá là tuyệt đối. Và Sorento 2018 và bên kênh Showroom Xe và Đam Mê đang chào bán với mức giá đó là 680 triệu đồng anh chị nhé. Và đây là phiên bản AGATH cho nên anh chị thấy được là xe trang bị hai hàng ghế điện. Ghế điện trang bị cho hàng ghế lái và trang bị ở hàng ghế phụ. Đấy anh chị nhìn này, đây là ghế điện điều chỉnh đa hướng. Và anh chị thấy là cái bộ ghế da xịn của nó ngồi rất là sướng. Ngồi nó ôm người và ngồi nó thoáng. Bởi vì đây là ghế da đục lỗ và nó làm bằng da cao cấp của hãng. Khi mà anh chị sờ vào những chiếc xe mà chạy ít ấy, những cái má ghế này nó căng. Đấy, nó căng, rồi nó không bị nhõng nhẹo và nó không bị nhạt nhòa như mấy cái chiếc xe kém chất lượng. Và toàn bộ táp ly của xe, anh chị nhìn, đây là chất liệu nhựa cao cấp. Và tất cả các ô cửa gió đều được thiết kế bằng những cái mạ viền chrome nhìn khá là đẹp và cao cấp. Và đây là cái chế độ nhựa giả vân óc chó này, tuyệt vời. Và phiên bản GATH thì nó được trang bị đó là màn hình cam lùi. Nó được trang bị cam lùi theo xe này các bác này. À, đây là trang bị cam lùi của hãng này, màn hình của hãng này. Và điều hòa độc lập hai vùng. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Các phím điều chỉnh đầy đủ và có sấy gương sưởi ghế các bác nhé. Hộp số là hộp số tự động này, hộp số tự động. Và xe được trang bị chế độ hỗ trợ dừng đỗ khẩn cấp và đặc biệt đó là chế độ Active Eco, có nghĩa là chế độ đi tiết kiệm nhiên liệu. Đúng không ạ? Nhiều bác bảo là 2.4 là sợ tốn xăng, nhưng thực sự với cỗ máy 2.4 nó mới mang lại cái cảm giác đủ mạnh, đủ khỏe để cho các bác lăn bánh trên các cung đường. Bởi vì chế độ 2.4 nhưng được hỗ trợ chế độ Eco thì nó có chế độ tiết kiệm nhiên liệu khá là tuyệt vời. Vâng, và ta sẽ khám phá phần không gian phía trước của xe. Và đây các bác có thể nhận thấy được rằng là với phần đầu xe, đấy, ta sẽ nhìn thấy được là thiết kế của chiếc Kia Sorento. Với cái phần đầu xe thì ta sẽ có cái cảm giác nó khá là chuẩn mực. Đây ạ. Với phần đầu xe được thiết kế đó là giải LED ban ngày cộng với đèn bi projector được bo tròn vào trong các viền LED. Thì đây là một cái thiết kế cực kỳ là đẹp mắt và chuẩn mực. Xe được trang bị cả hai chế độ rửa đèn. Đấy, rửa đèn hai, rửa đèn pha của hai bên. Và gì đây ạ? Đây là đèn gầm. Đấy, khá là tuyệt vời. Và với cái việc thiết kế mặt ca lăng hình mũi hổ thì ta thấy được rằng nó sẽ là một cái thiết kế khá là đẹp luôn. Chung là về chất lượng của chiếc xe này thì em chỉ cần nói với anh chị một câu, đó chính là chất lượng tuyệt đối và chất lượng là tuyệt hảo. Anh chị muốn cần tìm một chiếc xe nguyên bản và chất lượng thì đây chính là một chiếc xe để thỏa mãn mọi niềm đam mê về chất lượng đó. Và anh chị có thể nhận thấy những điểm nổi bật khi mà ta đi vào cái khoang lái ở phần hàng ghế lái này. Và
Đấy, ta sẽ đi một vòng. Phải nói rằng những chiếc xe Kia Sorento nó mang lại sự thoải mái cho người sử dụng. Đúng không ạ? Thân vỏ thì chắc chắn. Đây, màu đen khi mà nó còn nguyên bản, form nó còn đẹp thì nhìn nó khác biệt hoàn toàn. Và với cái khoang hàng ghế lái thì nó đặc điểm đó là xe được trang bị đó là hai chế độ, hai cái phần kính lái ở hàng ghế trước và ghế phụ, đó là kính auto và trang bị gương gập điện tự động này. Và đặc biệt đó là phím mở nắp bình xăng được trang bị ngay ở phần táp ly bên lái, rất là tiện lợi cho anh chị có thể là mở nắp bình xăng khi đổ xăng. Đây là những công cụ liên tục sử dụng. Xe được trang bị hai vị trí nhồi ghế cho hàng ghế lái và không thể thiếu được đó là ghế lái được điều chỉnh đa hướng anh chị nhé. Tất cả những tem mác cũng như sơn lòng trong của xe là còn nguyên bản. Đây, xe chạy là hai đời 2018 anh chị nhé. Và xe này là một chủ từ đầu. Đấy, và anh chị có thể nhận thấy odo của xe. Và xe được thiết kế đó là chế độ chống trơn trượt cân bằng điện tử. Và xe là một chủ chạy từ đầu nguyên bản chính chủ Hải Dương. Đó. Và đấy, chị thấy được là 48.000 km. Và đây là km chuẩn odo, chuẩn bao bảo hành, test chính hãng tại Kia Hải Dương các bác nhé. Và vô lăng củ số của xe nguyên bản như mới. Và bản thân vô lăng được tích hợp khá nhiều những phím bấm, đó là chế độ đi ga tự động, cruise control và ba chế độ lái dành cho vô lăng, đó là comfort và chế độ thể thao sport và chế độ lâu lưng. Và khá nhiều những chế độ được cao cấp được trang bị cho chiếc xe này. Và anh chị sẽ nhận thấy là độ mới của chiếc xe qua từng những cái chi tiết dù là nhỏ. Và bây giờ ta sẽ đi qua nhìn một cái phần form dáng của xe. Vâng, sơn zin nguyên bản và nó đẹp xuất sắc như thế này đúng không ạ? Anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Một chiếc xe phải nói rằng quá là chất lượng luôn. Và bây giờ nói là chất lượng nhưng không thể thiếu được đó chính là phần nào ạ? Đó là phần khoang máy của chiếc xe. Đấy, anh chị nhìn thấy là toàn bộ là nguyên zin và nguyên bản đúng không ạ? Và ta sẽ tới từng chi tiết góc cạnh của chiếc xe này. Từ những cái đô tuyên đỡ thủy lực của phần cabo nó còn zin và nguyên bản. Từ những cái phần nhựa ốp đỡ phần máng nước và những cái phần tai đèn là zin tuyệt đối. Theo chính hãng thì xe không hề có bất kỳ vấn đề về đâm xô tai nạn cũng như là ngập nước thủy kích các bác nhé. Và với những chiếc xe mà đời cao như thế này thì bên em sẽ tuyển chọn rất là kỹ về chất lượng cho khách hàng để khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm tuyệt đối. Và đây, quan trọng nhất đó chính là chất lượng về khối động cơ của xe. Thì anh chị có thể nhận thấy đời 2018 mới lăn bánh có 4.8 thì xe phải zin tuyệt đối anh chị nhé. Từ tất cả những cái con ốc của keo dàn cỏ và những con ốc chân máy còn nguyên chấm sơn mới tinh của nhà sản xuất. Và xe đang khởi động với chế độ đó là chờ đi, có nghĩa là đây là chế độ mo và xe nổ cực êm đúng không ạ? Và đây, mặt máy đây em sẽ có thể nổ đây. Anh chị thấy là nổ êm như một con morning luôn và máy cực kỳ là sáng nhé. Máy zin tuyệt đối luôn. Đấy, tiếng nổ êm, tròn và giòn tiếng là một cái điều thể hiện rằng đây là một chiếc xe không khác gì một chiếc xe lướt. Bởi vì xe chạy 5 vạn thì chưa hết tốt đa các bác ạ. Và sơn xi thì nguyên bản, xe đẹp tuyệt đối luôn, máy móc thì zin tuyệt đối. Quá tuyệt vời. Và nhiều bác là thắc mắc rằng chiếc xe này nó có cái mức tiêu hao nhiên liệu là bao nhiêu đúng không ạ? Vậy thì ta sẽ đi xuống cuối phía hàng ghế hàng sau này để ta xem cái thông số của nhà sản xuất. Sao nào với chiếc xe với khối động cơ 2.4 số tự động này thì nó tiêu hao bao nhiêu lít trên 100 km nhé. Với các thông số anh chị sẽ cảm thấy là khá là giật mình đấy. Và khá là giật mình luôn các bác nhé. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu cho chiếc Kia Sorento này, nếu như anh chị chạy ở vùng đó là gì đây, ngoài đô thị thì nó chỉ có mức, trong đô thị chỉ có mức là 10 lít 4 thôi. Và anh chị có nhìn rõ không ạ? 10 lít 4 thôi. Còn lại thông thường chỉ có 7 lít 9 trên 100 km. Anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Và vậy là khá là tuyệt vời rồi với chiếc Kia Sorento này. Vậy thì với sản phẩm chất lượng như thế này, và anh chị thấy được rằng mình mua cái xe, mình mất tiền, mình phải mua cái mới và mua cái chuẩn đúng không ạ? Và chiếc Kia Sorento 2018 phiên bản đủ GATH với khối động cơ 2.4 này
thì bên showroom kênh xe đam mê của em Dũng đang chào bán cho anh chị với mức giá cực kỳ hợp lý, 680 triệu đồng. Nếu anh chị yêu chiếc xe này và muốn chốt chiếc xe này thì đừng quên số Zalo hotline của em Dũng, đó là 0964 834 834. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị tại những cái buổi review xe khác nhau. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại. Vâng, và bây giờ ta sẽ tới phần gầm của chiếc Kia Sorento 2018, một chủ từ đầu và 4 lốp theo xe cả ra. Và cái phần gầm thì anh chị biết rồi, đây là cái phần mà tiêu chí của bên kênh xe đam mê, đó là sẽ soi cho các bác biết được rằng xe bên em sẽ là không có đâm đụng thủy kích, không có ngập nước các bác nhé. Qua từng chi tiết rất là cụ thể và chỉ có bên em mới có thôi. Đó là niềm tin của các bác nhìn này. Tất cả những cái chi tiết ốc cũng như là cái phần gioăng đỏ nó còn nguyên bản. Thì đây là gioăng zin của nhà máy sản xuất ra, không thể làm lại được nếu như chiếc xe mà bị ngập nước thủy kích hoặc là một chiếc xe bị bổ máy các bác nhé. Đấy, tất cả các chi tiết xe nó còn chuẩn mực và nguyên vẹn. Thì chiếc xe có chạy vài vạn thôi thì chắc chắn nó phải nguyên vẹn rồi đúng không ạ? Và máy thì như máy mới thôi. Theo thời gian các bác nhìn, đấy, xe chạy qua hơn 3 năm thì nó vẫn nguyên vẹn, nguyên zin như thế này đấy ạ. Máy là zin tuyệt đối các bác ạ. À, tất cả máy sáng, đáy máy, đáy số thì chung zin tuyệt đối. Nếu sai, bên em chịu toàn bộ trách nhiệm, bao test hãng cho các bác nhé. Xe thì các bác biết rồi, vùng miền Hải Dương, một chủ từ đầu thì chắc chắn nó sẽ là những chiếc xe xuất sắc. Bởi vì những chiếc xe ở Hải Dương với địa hình tốt và khí hậu tốt thì nó luôn luôn cho lại cái chất lượng cực kỳ tốt sau quá trình sử dụng một vài năm. Đấy, tất cả những cái xanh rằng rồi đầu sắt xi các bác có thể soi từ phía dưới lên, ta sẽ nhận thấy được chiếc xe này không hề có đâm đụng đúng không ạ. Sắt xi bên phụ này, em sẽ cho bác xem sắt xi bên lái này. Đấy, tất cả còn nguyên vẹn hết các bác nhé. Vâng, vậy là cái phần máy số là zin tuyệt đối rồi. Các bác có thể ra chiếc hãng tại Kia Hải Dương về chiếc xe này để các bác có thể yên tâm hơn nếu như các bác có điều kiện về tận đây. Hoặc bên em có thể bao cho các bác test hãng tại các nơi sở tại các bác đang ở, bao ship tại nhà nhé các bác nhé, nếu các bác có phạm vi đó là dưới 100 km. Ở đây các bác nhìn đây, toàn bộ hệ thống phanh này, rotin này, cân bằng nguyên cả tem mác của nhà sản xuất này, và hệ thống càng nga của xe nguyên vẹn luôn. Đó các bác nhìn này, xe nhìn chung là còn nguyên vẹn như lúc sản xuất như thế nào thì bây giờ còn nguyên như thế. Nó chỉ cũ theo thời gian thôi, tất cả những chi tiết ốc ác chưa từng có một con vặn ra các bác nhé. Đấy, hệ thống giảm sóc của xe vẫn còn đẹp xuất sắc luôn. Về cái phần tôn sắt thép, phần mặt sàn thì nhìn chung là nó là phần còn tuyệt đối là nguyên zin và đẹp đẽ. Và các bác nhìn này, đó, toàn bộ là nguyên zin và đẹp đẽ. Và cái phần ống bô ống xả nó đỏ hồng theo thời gian, đó, nó còn sáng trắng này. Tất cả những cái phần ống xả nó đẹp xuất sắc luôn. Và đây, phần ống xả như mới luôn các bác nhé, như mới luôn. Đó. Còn lại phần ba bô lê thì các bác có thể nhìn được là một chiếc xe nếu mà bị sập gầm thì cái phần ba bô lê, những cái lưỡi tôn thép này nó sẽ bị cong vênh. Đấy, như thế này các bác sẽ thấy là nó còn nguyên vẹn đúng không ạ? Và bây giờ ta sẽ sang phần bên phụ này. Đấy, những cái nót sàn bằng nhựa này để che những phần phía bên trên, phần ộp sàn. Đó, không có vấn đề gì. Và phần răng phía sau thì các bác có thể thấy được rằng hệ thống răng treo đa điểm và rất là ok. Đấy, răng cột rất là chắc chắn. Nhìn chung là chiếc xe Sorento nó là một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi rộng rãi nhất mà các bác có thể tiếp cận và giá rất là hợp lý luôn. Chỉ chưa đầy 700 triệu đồng, hơn 600 triệu đồng các bác đã sở hữu một chiếc Sorento 7 chỗ ngồi mà thương hiệu của Kia thì quá tuyệt vời rồi. Lốp sơ cua theo xe vẫn còn nguyên treo ở phía dưới này, vẫn còn đẹp đẽ này. Và nếu chiếc xe bị xô phía dưới thì các bác sẽ nhìn cái phần sắt xi ở phía dưới này. Đấy, nó nguyên vẹn. Cái tôn mỏng này nếu như bị đâm xô thì chạy sẽ bị cong vênh, sẽ không bao giờ khắc phục lại được dù thợ có giỏi đến mấy. Đấy, phần ống bô ống xả này nó sang trắng luôn đúng không ạ? Rất là zin và tuyệt đối này. À, ok chưa? Đó, rất đẹp đẽ và tuyệt đối luôn. Vâng, vậy là cái phần gầm của chiếc Kia Sorento 2018 cũng đã được rất là cặn kẽ để cho các bác có thể yên tâm về một cái chiếc xe chất lượng mà bên em đã bày bán. Và cái phần quay gầm này nó mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho quý khách hàng khi quý khách hàng có niềm tin với những cái sản phẩm của bên em. Bởi vì khi các bác đã được xem rất là rõ ràng là như thế này rồi thì các bác sẽ càng yên tâm hơn, như là đi test hãng thôi. Bởi vì test hãng thì người ta cũng nâng gầm lên như thế này để người ta kiểm tra cho các bác về các hạng mục khung gầm. Đấy, tất cả những cái phần mặt hộp sàn này còn xanh lè, còn nguyên tấm lót bạc này. Vâng, zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Thế là các bác yên tâm nhé, máy móc toàn bộ phía bên trong khô ráo này. Đấy, cực
cực kỳ khô ráo luôn. Quá ok. Và cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.